Xin chào các bác và các anh em. Ở trước mắt các bác anh em là những chiếc băng số mà của các bác anh em ở mọi miền Tổ quốc gửi đến cho em để căn chỉnh. Và những chiếc băng số mà em làm theo cái đơn đặt hàng của các bác và anh em thì em cũng đã làm xong những chiếc băng số này. Và bây giờ em sẽ test những cái chiếc băng số này từ những chiếc băng số đời thấp như là Audio King cho đến những chiếc băng số đời cao như là X12 hay là Shiso 1080M. Thì đặc biệt là có một cái bác ở Bắc Giang. Đây là bác này ở Bắc Giang. Thì bác này thì bác ấy cứ nói chuyện với em là bác ấy muốn đổi sang những chiếc vang số cao cấp hơn. Và bác ấy đang sử dụng chiếc vang số Hugo màu xanh này này. Thì qua cái quá trình mà trao đổi thì em cũng có nhìn nhận về cái thiết bị của bác ấy là sử dụng tương đối tốt. Và chiếc vang số Hugo V6 này cũng là một chiếc vang số chất âm rất hay. Chẳng qua là do cái vấn đề cài đặt nó chưa tốt thì bác ấy nghĩ là chất âm của chiếc băng số này không hay, nhưng thực tế mà nói thì là vẫn là cái vấn đề trên qua băng số. Thì đây các bác anh em có thể là tham khảo cái bác này ở Bắc Giang và thì cái số điện thoại của bác ở đây. Và bây giờ thì em sẽ test thử lần lượt từ trên xuống dưới. Đầu tiên là chiếc Theta K6 của một chú em ở Bình Định này. Bây giờ sẽ test bằng một chiếc loa sơn xui và một cái bộ mic mà em vẫn thường dùng để căn chỉnh cho các bác và anh em. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 1 1 1 7 7 7 7 2 2 3 3 5 5 6 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
chiếc vang số này là chiếc vang số FX9MK. Là chiếc vang số FX9MK. Và bây giờ sẽ thử chiếc vang số này. Thì chiếc vang số này thì em căn chỉnh rất nhiều rồi, từ đời CAF cho đến FX9MK. Thì bây giờ là đang chạy cái chương trình là Mic 1 này, FX 1 và Music 1. Thì chiếc vang số này ấy, thì về phần FX ấy, thì là có 4 chương trình FX. À, có 6 chương trình FX, nhưng mà chương trình FX mà theo cái người căn chỉnh theo em ấy, thì chỉ căn chỉnh được FX 1 và FX 2. Và trong cái phần FX này thì có cái KTV 1 và KTV 2 là hai cái mà em đã căn chỉnh. Và bây giờ sẽ thử cái chương trình FX 1 và chạy cái chương trình Mic 1. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 1 1 7 7 10 10 2 2 3 5 6 6. Mỗi một chiếc thì em chỉ thử một chế độ thôi. Còn em làm như vậy mỗi một chiếc vang số là từ 4 đến 6 chế độ. Và bây giờ sẽ thử sang cái chiếc audio king này. Bây giờ sẽ thử sang cái chiếc audio king. Đây là chiếc audio king này. Thì chiếc audio king này của cái bác Hà Nội, thì khi bác gửi lên cho em là cái màn hình này là mất hiển thị, nhưng mà chính ra nó bị lỏng cái cáp ở phía trong chiếc vang số này. Và em cũng đã vệ sinh và cắm lại chiếc cáp này thì nó lại hiển thị bình thường. Đây là chiếc vang của cái bác ở Hà Nội, HS90B. Bây giờ sẽ thử chất âm. Ở cái chương trình này thì em đặt chế độ khởi động là chương trình số 2. Chương trình số 2 nhé. 1 chương trình sao lại chưa lên mic. Và đây là chiếc vang số audio king của cái bác Hà Nội này. Bây giờ em sẽ thử chất âm của chiếc vang số này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
chia sẻ rồi. Và một chiếc gửi cho một chú em ở Hải Phòng thì 1080 mời em không phải test nữa. Và bây giờ sẽ chuyển sang chiếc vang số X12 của cái chú em ở Kiên Giang. Thì bây giờ sẽ chuyển sang chiếc vang số X12. Chiếc vang số X12 này. Chuyển sang chiếc vang số X12. Thì chiếc vang số X12 là chiếc vang số đời cao. Đời cao. Thì em test từ những chiếc vang số mà đời thấp như Audio King cho đến chiếc vang số X12 là chiếc vang số mà đời cao nhất. Thì bây giờ chạy chỉ số 1 này. Chương trình số 1. Bây giờ sẽ thử
Và bây giờ sẽ thử sang chiếc vang số của chú em ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là chiếc D8 này. Chuyển sang chiếc D8. Thì chiếc vang số này thì em cũng đã chia sẻ với các anh em rồi, là một chiếc vang số mà nó rất khó căn chỉnh chứ không phải đơn giản. Rất khó căn chỉnh. Bây giờ sẽ thử chất âm của chiếc vang số D4. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 10 10 10 1 1 2 2 3 3 3 7 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
Hugo T5 của một chú em ở Đà Nẵng này. Chiếc vang số Hugo T5 là của chú em ở Đà Nẵng. Thì bây giờ em sẽ thử chiếc vang số Hugo T5 này. Đây là chiếc vang số Hugo T5. Thì chiếc vang số này rất là hay, có hai đường mic riêng biệt. Thế nhưng mà có khi là các bác anh em thì lại chưa biết về nó. Đây là chiếc vang số Hugo T5. Một chiếc vang số rất là hay, có hai đường mic riêng biệt. Đây là chiếc vang số Hugo T5. Chiếc giữa này. Rồi. Em sẽ thử chiếc vang số Hugo T5 này. 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 6 9 4 7 10 2 3 5 6. Thì vừa rồi các bác cũng nghe được rất nhiều chất âm của những chiếc vang số từ Hugo T5 cho đến D4X12 và cái dòng Hugo. À, chiếc Hugo này em còn chưa thử gì vậy. Bây giờ sẽ thử chiếc Hugo. Quên mất chiếc Hugo. Chiếc Hugo này là của cái bác này là bác ấy cứ nghĩ rằng là chiếc vang số này nó không hay mà lại quên mất. Rồi. Đây. Chiếc này là chiếc Hugo này. Đây là chiếc Hugo này. Có chiếc vang số quan trọng nhất thì lại quên. Đây là chiếc Hugo Hugo V6 đây của cái bác ở Bắc Giang mà em cũng đã chia sẻ. Đây, cái địa chỉ của bác đây. Thì bây giờ sẽ thử chất âm của chiếc vang số Hugo V6 và đang chạy chương trình số 1 này. Đang chạy chương trình số 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 1 1 2 6 9 4 4 7 10 2 3 5 6 9. Thì vừa rồi các bác cũng đã nghe được em thử cái chất âm rất nhiều loại vang số. Các bác sẽ nghe và đánh giá được cái khả năng căn chỉnh về cái đa dạng các cái chủng loại vang số của Thanh Hồng Audio TV. Thì các bác có thể là thông qua cái số điện thoại của cái bác ở Bắc Giang này, các bác có thể là tham khảo về cái chất âm mà em đã làm ở trên cái dòng vang số, tất cả các loại vang số, cụ thể là chiếc vang số Hugo T Hugo V6 của cái bác ở Bắc Giang.